Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh tiếng Việt chính thức của Side2Go, chuyên kênh thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Sự ủng hộ của các bạn, những lượt đăng ký, like, bình luận hay chia sẻ đã giúp chúng mình lan tỏa thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần tới nhiều người hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Khi bạn nghe nói ai đó là người có khả năng thấu cảm, bạn có thể nghĩ đó là một điều tốt. Họ ý thức được những gì người khác đang cảm nhận hoặc suy nghĩ, họ đồng cảm với những người đó. Nhưng điều gì xảy ra nếu ai đó sở hữu sự đồng cảm về mặt nhận thức nhưng lại bộc lộ những nét tính cách đen tối bên trong? Liệu họ có sử dụng cảm xúc của bạn mà họ cảm nhận được để chống lại bạn không? Ai đó biết chính xác cách cư xử để tỏ ra tử tế trong khi lại che giấu ý định thực sự của họ? Một người có nét nhân cách mà tâm lý học gọi là thấu cảm đen tối có thể dễ dàng làm được điều đó. Nghiên cứu của Ham và cộng sự đã phát hiện ra rằng trong số một nhóm gồm 991 người tham gia thì 19,3% là những người có nét tính cách thấu cảm đen tối. Kết luận về kiểu tính cách này dựa trên thứ hạng các đặc điểm tính cách của bộ ba đen tối kết hợp với việc thiếu sự đồng cảm. Bộ ba đen tối là một thuật ngữ được sử dụng để nhóm ba đặc điểm tính cách độc hại trong tâm lý học. Bộ ba đen tối bao gồm những đặc điểm của chủ nghĩa xảo quyệt, ái kỷ và thái nhân cách. Các loại tính cách bộ ba đen tối xếp hạng cao trong ba đặc điểm đen tối, đồng thời lại có mức độ đồng cảm thấp. Trong khi những người thực sự đồng cảm thì có ít điểm đen tối và xếp hạng cao trong thang mức độ đồng cảm. Nhưng nét tính cách thấu cảm đen tối lại được xếp hạng cao trong cả những đặc điểm của bộ ba đen tối và trên cả thang đồng cảm. Bạn thể hiện sự đồng cảm không có động cơ bên trong thì đó là đồng cảm thực lòng. Nhưng những người thấu cảm đen tối thì thường lợi dụng khả năng của mình có thể đồng cảm về mặt nhận thức để làm những việc chỉ vì lợi ích của họ. Nghĩa là họ hoàn toàn biết bạn đang cảm nhận như thế nào, nhưng những kẻ này lại có thể sử dụng sự hiểu biết đó của họ để chống lại bạn. Vì vậy, để giúp bạn nhận biết liệu bạn có đang bị thao túng hay không bởi một người có cả sự đồng cảm về mặt nhận thức và những nét tính cách xấu xa kia, thì đây là 5 dấu hiệu của một nhân cách thấu cảm đen tối. Số 1. Lòng tốt của họ thường khiến bạn có cảm giác gì đó không thật lòng. Sau bữa tối lãng mạn cùng nhau, hai bạn đang chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Người ấy nói những lời an ủi khi bạn lo lắng và họ khen ngợi bạn vào thời điểm có vẻ thích hợp. Nhưng bạn không thể rũ bỏ được cảm giác này. Rằng sâu bên trong, bạn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy không chân thành chút nào. Trên thực tế, chúng có vẻ hơi gượng ép hoặc giả tạo với những hành động nhất định. Đó là gì nhỉ? Những kẻ đồng cảm đen tối biết phải nói gì và họ nên hành động như thế nào để thể hiện họ là người ấy hoàn hảo của bạn. Vì thế, nghe có vẻ hơi gượng ép khi họ liên tục nói những lời khen ngợi nhất định hoặc lặp lại những hành động nhất định. Điều quan trọng là chúng ta cần phải chú ý đến những đặc điểm của bộ ba đen tối và các dấu hiệu khác trước khi đi đến kết luận rằng họ liệu có phải là một kẻ có nét tính cách thấu cảm đen tối hay không. Đôi khi, có thể do họ chỉ là kiểu người people pleaser, có nghĩa là những người luôn muốn lấy lòng người khác mà thôi. Thứ hai, họ cố gắng thao túng bạn. Những kẻ thấu cảm đen tối thường tận dụng khả năng đồng cảm nhận thức sâu sắc như một phương tiện để thao túng người khác. Vì họ nhận thức được rõ ràng những gì bạn có thể đang cảm thấy hoặc suy nghĩ, họ cũng biết chính xác cách sử dụng cảm xúc của bạn để chống lại bạn. Họ có thể không cần để ý tới bất cứ ranh giới nào mà chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu lợi ích của họ. Nếu bạn để ý ở cuối mỗi cuộc tranh cãi hoặc thảo luận nào đó, chỉ những nhu cầu của họ mới được đáp ứng, thì họ có thể đang thao túng bạn. Thứ ba, họ liên tục khiến bạn có cảm giác tội lỗi. Trong nghiên cứu của Ham và cộng sự, sự thấu cảm đen tối thể hiện gây hấn gián tiếp cao hơn người bình thường. Điều này đặc biệt đúng trong chiến thuật lợi dụng tội lỗi. Nếu bạn nhận thấy người ấy của mình thường xuyên sử dụng cảm giác tội lỗi như một phương tiện để khiến bạn làm điều họ muốn, thì đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ là người có nét tính cách thấu cảm đen tối. Thứ tư, họ thích sự hài hước ác ý. Nét tính cách thấu cảm đen tối cũng được chứng minh là đặc biệt có tính gây hấn gián tiếp cao hơn và có sự hài hước ác ý. Sigmund Freud, cha đẻ của thuyết phân tâm học, đã gọi kiểu hài hước này là hoàn toàn có chủ ý.
đó là kiểu hài hước tồi tệ nhất và có tính chất phá hoại. Khi một người sử dụng sự hài hước ác ý, họ thường nói những trò đùa gây tổn thương, khiến người khác ở thế yếu, mang lại cho họ cảm giác ưu việt hơn. Và thứ năm, họ tung tin đồn. Những người có đặc điểm của bộ ba đen tối chủ nghĩa xảo quyệt thường thích lừa dối, thao túng và bóc lột người khác nhằm đạt được nhu cầu cũng như mong muốn của bản thân. Những kẻ thấu cảm đen tối có một cách dễ dàng thao túng người khác bằng cách thu hẹp phạm vi về cảm xúc và điểm yếu của họ. Họ có thể lan truyền tin đồn về những gì họ cảm nhận được bạn đang bất an và dễ tổn thương nhất. Họ biết chính xác cách làm bạn tổn thương, bởi vì họ có khả năng nhận thức rõ ràng bạn đang cảm nhận điều gì. Họ chỉ cần biết bạn đang cảm thấy thế nào là lập tức lan truyền tin đồn tập trung vào điều đó để có được chính xác những gì họ muốn. Vậy bạn đã gặp một người có nét tính cách thấu cảm đen tối bao giờ chưa? Bạn có biết ai có những dấu hiệu này không? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video này với ai đó, người mà bạn nghĩ rằng có thể đang đau khổ trong một mối quan hệ độc hại. Hãy đăng ký Psy2Go Việt Nam và nhấn biểu tượng chuông thông báo để xem thêm video về tâm lý và sức khỏe tinh thần nhé. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.